Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến với mảnh đất Cao Bằng, biên cương của Tổ quốc. Tít biết không, nhà thơ Trúc Thông khi ghé thăm Cao Bằng đã viết một bài thơ đấy. Sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bắc, thì ta tới Cao Bằng. Hay quá chi vậy ạ. Nếu các bạn đã đi tới Cao Bằng, nhớ ghé thăm Thác Bản Dốc, hang Bắc Bó, suối Lenin là những nơi ghi dấu ấn lịch sử của dân tộc mình đấy. Nơi đây cũng là quê hương của anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng nữa đấy. Vậy thì hôm nay, Chip sẽ cắm cờ lên mảnh đất này nhé. Đồng ý. Còn bây giờ, chúng ta đến với chuyên đề từ ghép thôi. Xin chào các em. Chúng em chào cô ạ. Hai bạn còn nhớ chuyên đề trước chúng ta học bài gì không? Đó là bài từ đơn, từ phức ạ. Chính xác. Bây giờ hai bạn hãy dùng dấu gạch chéo diệu kỳ để phân loại từ đơn và từ phức trong khổ thơ sau. Dung dinh trùng quả mùa xuân, nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no. Quả nào quả ấy tròn vo, cành la cành bổng thơm tho khắp vườn. Em thưa cô, em làm xong rồi ạ. Chip giỏi quá, cả hai bạn đã giúp các bạn nhỏ của Trạng Nguyên cùng ôn lại bài cũ thật thú vị. Trong bài thơ trên có các từ phức được tạo nên bởi sự kết hợp của các tiếng có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa, như mùa xuân, cành la, cành bổng. Cô gọi những từ này là từ ghép. Tiếng Việt thật diệu kỳ. Vậy Tít và Chip hãy tìm giúp cô một số từ ghép mà các bạn biết nào. Dạ, em có từ bánh kẹo, kẹo lạc, kẹo vừng. Tít chỉ nghĩ đến ăn thôi. Tớ có từ học hành, học tủ, học vẹt. Hai bạn thật xuất sắc. Vậy hai bạn có biết học hành và học vẹt từ nào có nghĩa bao quát hơn, rộng lớn hơn không? À, đó là từ học hành phải không ạ? Bạn Chip thật thông minh. Khi phân loại từ ghép, chúng ta có thể phân thành hai loại, đó là từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Các từ như học hành, bánh kẹo là những từ ghép tổng hợp vì chúng có nghĩa khái quát. Còn các từ học vẹt, học tủ, kẹo lạc, kẹo vừng là các từ ghép phân loại vì chúng chỉ là một loại nhỏ thuộc phạm vi của tiếng thứ nhất. Chúng em hiểu rồi ạ. Cô sẽ dùng cây sơ đồ để khái quát bài học hôm nay của chúng ta. Thưa cô, vậy những từ như chùa chiền, xe cộ, chợ búa có phải là từ ghép không ạ? Đây là những trường hợp đặc biệt. Chúng vẫn được xếp vào nhóm các từ ghép, mặc dù các tiếng phía sau như chiền, cộ, búa đều đã bị mờ nghĩa và ít khi được nhắc đến với nghĩa gốc ban đầu của chúng. Bài học của cô hôm nay dừng lại tại đây. Các em hãy tìm thêm những từ ghép đặc biệt tương tự nhé. Chúng em chào cô ạ. Chip này, tiếng Việt của chúng mình thật thú vị. Có bao nhiêu là từ ghép hay. Vậy thì chúng mình chơi trò chơi đổi hình bắt chữ với các từ ghép đi. Wow, mau bắt đầu trò chơi thôi Chip ơi. Cậu hãy nhìn lên màn hình nhé. Đây là gì? Tớ biết nha. Từ bút mực đúng không? Tít siêu quá. Vậy cậu đoán hình tiếp theo đi. Ôi, khó quá. Tớ bó tay chấm com thôi. Dễ cực. Đây là một từ ghép Hán Việt. Úi giời, thế thì sao mà tớ đoán nổi. Đây là từ mỹ nhân ngư đó Tít. À, thì ra là mỹ nhân ngư. Các bạn nhỏ ơi, có trò chơi nào hay, các bạn hãy gửi cho Trạng Nguyên chúng mình nhé.